sĩ sản xuất âm nhạc Lily. Một người con gái là nằm trong tim của những người đàn ông với nhan sắc mong manh, dễ vỡ, chưa vỡ bao giờ. Chuyên vụ. Chào mọi người ạ. Chào anh Vũ. Và một cô em gái, nữ diễn viên điện ảnh, ai cũng biết, Phương Anh Đào. Chào mọi người. Đây là toàn bộ nghệ sĩ của bạn ngày hôm nay, vỗ tay thật nóng nhé. Rồi. Cái này không đồng, lấy cái này đi anh. Nhưng mà cậu ba đâu được. Trời ơi, cái này rồi. Này là tên rồi. Nè, mấy đội kia tháo bugi rồi. Rồi. Nhưng mà lát anh coi ấy được không? Đây, bây giờ chúng tôi có tất cả, có tiền. Rồi, lên em ơi, lên em ơi. Đi. Đi xe đi được rồi. Được rồi, đi thôi. Một sao xuống cái này. Đà Lạt chào mọi người nha. 49 Đà Lạt chào mọi người. Thử thách 6 ngày 6 đêm ở Đà Lạt không về. Không tiền không bạc. Không tiền không bạc. Không thể sống. Xin chào. Ăn cơm hả? Đi chơi hả? Đi chơi. Đi chơi, đi xe máy. Đi xe máy. Ok, xe hơi nhờ rồi. Xe bị đứt sên luôn anh Huy ơi. Bị đứt sên luôn rồi. Xe bị đứt sên rồi. Rồi, gửi cái xe này lại, anh đi chung với anh Huy, em nhờ đi xe nhờ chú được không? Dạ rồi, dạ rồi. Gửi xe lại gửi đâu? Đây gửi quán cà phê này đi Lâm ơi. Gửi đi cho Lâm ơi, Lâm. Lâm ơi, chú là cán bộ đây mà gửi quán cà phê của Huệ nè. Ôi trời ơi, chú cán bộ. Chú cán bộ. Gửi đi. Trời ơi. Rồi cứ gửi đó đi. Quý nhân, quý nhân. Ê. Quý nhân luôn, đây, đây em. Để giảm tải. Dạ không mất đâu cô ơi, nó bị hư rồi. Lâm để lại Lâm ơi. Rồi cứ để đi Lâm ơi, không mất đâu. Hiện tại thì chúng tôi đã có được phương tiện. Lâm đang là người lái xe nha. Đạp xe nè chứ không có lái xe nè. Ô, oh, đã quá ha. Trường Đại học Đà Lạt đây, chúng ta đã đến rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cái địa điểm như thế này. Đi theo lá cờ. Ô, có cắm sẵn lá cờ của chương trình. Hai ngày một đêm. Cờ đâu nữa? Đi thẳng. Thẳng lên. Có cơ mobile kìa. Đây. Thế nhưng mình đến đầu tiên thôi, chỉ có đội nào có xe máy nữa đâu. Rồi xuống luôn em, xuống luôn. Làm gì có ai có xe máy như mình. Ê, đông quá vậy. Đông quá nha. Ê, mọi người đến trước.
Ủa tại sao? Thưa quý vị thân mến, chúng tôi đang trên một chiếc xe gọi là xe hơi. Và đây là Lily và Kiều Minh Tấn. Sát sát qua đây nào. Và chúng tôi đang trên đường đi đến địa điểm mà nơi mà gọi là chương trình yêu cầu. Chúng tôi thật ra là chúng tôi muốn đi đi bộ lắm mọi người ạ. Để mình còn tập thể dục thể thao. Nhưng mà một người dân Đà Lạt đó là bạn Thắng. Bạn Thắng nói là không, hãy đi xe thôi. Cái chỗ này là trường đại học đúng không? Gần Vườn Hóa. Trường đại học Đà Lạt đúng không? Đúng rồi. Vô, 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 vô. Sao lên sớm vậy? Đi đường nào nhanh quá vậy? Trời ơi, cái gì đâu, ta tới nãy giờ một tiếng hồ rồi mới tới. Đi bộ ở đâu mà nhanh luôn. Làm gì mà một tiếng đồng hồ? Tụi anh đi bộ em ơi. Tụi anh đi bộ, tụi anh chạy đi thế nào? Tụi anh đi bộ rồi. Tụi anh là những marathon. Trời ơi, tụi anh mặc quần vải chạy cực quá. Lên sớm mà nghỉ ngơi nhiều. Hello. Ôi giờ mọi người, chúng ta tới đích rồi. Chúng tôi tới đích rồi. Không ra học bằng. Đã biết nội dung đó. Chúng ta muốn hát à? Tấu hè không? Tấu hè không? Ủa hôm nay đâu vậy? Đi ra chơi hai ngày một đêm nè. Ủa đi chơi hai ngày một đêm hả? Đã chuẩn bị bài thi gì chưa? Được, tôi ở đây không khí nóng, tôi muốn hát một bài. Hát một bài gì? Mùa hè này ở nóng thân bưng bôi vì ngàn tia nắng xuyên qua người. Lát em với Ly hát giao lưu một bài nữa không? Dạ được. Sao đây nè cả? Mình sẽ có những tấm hình. Một những hình đó là những hình khuôn mặt các kiểu răng râu răng lộn. Tìm đúng cái đó của ai Thắng. Khởi động không khí một chút, sau đó thì mình sẽ kể đến cái tiếp mục mời mọi người hát thì dạ. Là bằng hát thì đó em đang ghi danh sách hát xong mới đoán hình đúng không? Dạ, đúng rồi, hát xong đoán hình xong cái thoát một vài câu hỏi vui ở giữa bạn khán giả đúng không? Dạ, và sau đó sẽ chào khách đúng không? Dạ, xin chào mừng toàn thể quý sinh viên, quý chị em phụ nữ cùng các anh em đẹp trai đang đến với chương trình hai ngày một đêm. Và đây chuyến đi thanh xuân. Vỗ tay nồng nhiệt cho tất cả chúng ta. Cảm ơn các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ dàn cast 60 đàn ông. Xin giới thiệu một nhân vật đẹp, ngon, cá tính. Em của Hiếu Chủ Nhật. Gì vậy? Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai. Hello mọi người. Chúng tôi xin giới thiệu một người nữa mà hôm nay chúng ta đã bầu chọn trong cái gọi là nội dung nam thanh lịch và đứng hạng bé. Chris Pratt. Chúng ta chào đón một người con đến từ Đồng Nai. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Chào mọi người. Dễ thương chưa? Quá trời. Chúng tôi xin giới thiệu một doanh nhân thành đạt. Chủ đúng rồi. Chủ cái hàng loạt cà phê thương hiệu hổng rầy bán được. Ê, đừng nói anh ơi, đã nói được rồi. Xin giới thiệu Ngô Kiến Huy. Chào mọi người, chào cả nhà. Dạ chào mọi người. Xin giới thiệu nam thần điện ảnh đã từng thành công với những bộ phim đình đám, Kiều Minh Tuấn. Chúng tôi xin giới thiệu những gương mặt khả ái, ca sĩ sản xuất âm nhạc Lý Lý. Lý Lý.
một người con gái là nằm trong tim của những người đàn ông với danh sách mong manh, dễ vỡ, chưa vỡ bao giờ. Xuân Vũ. Chào mọi người ạ. Chào anh Vũ. Và một cô em gái, nữ diễn viên điện ảnh, ai cũng biết, Phương Anh Đào. Đây là toàn bộ nghệ sĩ của bạn ngày nay, vỗ tay thật lớn nhé. Cho hai đội còn lại, đó chính là thử thách đá bóng. Anh Chris chụp rút. Đó à, cho tôi chứ Chris à, em chụp bóng rổ thôi à. Mèo. Trời ơi, đổi em chụp rút rồi. Chúng tôi cần chơi liền đi anh, chúng tôi cần chơi liền. Chơi liền đi. Đúng rồi, phải chơi liền mà sao vậy? Chuột rút chúng tôi muốn chơi nào. Chơi đi à, bấm giờ chúng tôi đi. Sao hả? Chuột rút đúng không ạ? Hả? Đừng ra. Có sao á? Coi chắc xíu đá cho nó chuột rút. Đối với đội thắng thì các bạn sẽ không cần đá bóng, mà các bạn sẽ vào vai trò bình luận viên của trận đấu. Còn đối với hai đội thua, có hiện nay là 3 thành viên mỗi đội. Chúng ta sẽ cần thêm 4 cầu thủ ở mỗi đội nữa. Và bây giờ xin mời các cầu thủ sinh viên tiến vào sân bóng ạ. Rồi bây giờ để chiêu dụ người tài về đội bóng của mình thì đề nghị hai đội các bạn sẽ lần lượt thể hiện kỹ năng đá bóng của mình ạ. Đội nào thể hiện thắng được lấy cái đội cái anh màu đỏ. Dùng tay đập nát cho anh, cho anh. Rồi. Em bên đầu tiên muốn truyền cho em tương bằng tay được không? Không, hai ba chứ. Em muốn truyền anh, em muốn truyền. Anh cho em muốn truyền. Em đóng chân không được, em đóng chân không được. Hai ba, đứng lên. Cho luôn. Làm cho em một lần nữa. Anh đó, đầu tiên muốn truyền. Không truyền hả? Không truyền. Rồi, bất ngờ lắm. Cái nha. Mười cái. Ba, bốn. Không được 10 cái nữa. Đúng rồi. Bóng truyền á. Nhất nhất. Rồi, đợi bên kia. Thôi rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, bên đội Rít là thắng rồi, đội Rít có quyền chọn. Khang. Ủa sao chưa, đá banh đã giỏi hơn rồi mà còn chọn người giỏi nữa đúng không? Ủa sao chưa, hết tóc đi. Anh phải cho đúng sở trường, cho chơi hết tóc đi. Anh phải cho hết tóc, rồi mới chọn người. Đợi. Đá banh giỏi rồi. Chơi chương trình chúng ta. Đá banh giỏi rồi mà còn chọn người giỏi nữa, chơi cái gì đây? Hết tóc đi. Hết tóc gặp bụng sáu múi nè, lộn mèo lên. Thấy chữ lộn cũng được. Đúng không em? Bên nào cũng ngồi bên kia. Rồi chọn đi ạ. Dạ em chọn rồi. Rồi về đội luôn, về đội luôn. Trời ơi, cái vàng em hết ba bạn cận rồi đó. Trời ơi, chả xong thấy đường rồi, đá banh rồi sao thấy đá banh, thấy đá banh hay lắm. Em cũng có người cận luôn. Một đứa bị thương. Ba bé cận, à hai bé cận. Hai đội thi đấu bóng đá hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Chúng ta sẽ nghỉ giữa hiệp 10 phút. Chào mừng toàn thể quý vị đã đến với sân vận động của trường đại học Đà Lạt. Ngày hôm nay vỗ tay nồng nhiệt cho hai đội bóng của chúng ta. Đá cuốn cho đội bạn sợ nè. Mỗi quý vị đang cứ bóng. Quý vị Lê Diễn Vũ Lâm. Lê Diễn Vũ Lâm. Một người không được rồi. Rip Man có bóng. Lê Diễn Vũ Lâm chặn được rồi. Một chạm tay cho Lê Diễn Vũ Lâm ơi. Quyền đá biên đã thuộc về đội của quý vị.
chúng ta đang thấy quả bóng trên sân. Green Fan, Green Fan, Green Fan xuống đi nào. Green Fan vô, vô, Chuôn Vũ Budapest đã đá không thành công. Chuôn Vũ Budapest á. Như vậy là bóng lại có từ phần sân của đội Ngô Kiến Huy. Và Lê Diệu Lâm đang ra hiệu đừng quăng bóng cho tôi, đừng quăng bóng cho tôi. Thật độc đáo, một cầu thủ không cần bóng. Và Ngô Kiến Huy, cầu Huy dễ chặn. Lâm đầu đai. Lâm đầu đai. Lâm đầu đai. Không được rồi, Hiếu thứ ba. Hiếu thứ ba chuyền cho Chris Bang. Chris Bang chuyền cho Hiếu thứ hai. Chris Bang chuyền cho Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai. Good. Hiếu thứ hai. Good. Good. Hiếu thứ hai. Một. Một phát Chevaluka không thành công của Hiếu thứ hai. Quý vị chẳng đã biết thế nào. Và bóng được tiền về cho. Tung môn. Vô. Trời ơi. Nhưng mà là trọng tài đã thổi rồi, chuyện gì xảy ra đây? Phạt gián tiếp xin chúc mừng. Người thực hiện chắc có lẽ là Chris Bang. Lâm ơi, đá bóng không phải nhảy đập. Lâm ơi, không phải nhảy đập. Trọng tài hãy xử phạt những hành vi phi thể thao. Dương Vũ đã cản đường của đồng đội mình. Dương Vũ đã cản đường của đồng đội mình. Thay người. Phương Anh Đào vào vị trí thay cho Lê Dương Bảo Lâm. Phương Anh Đào, Đào ơi. Ui bé Đào. Đào ơi. Ui bé Đào. Đào đúng là Đào. Hay quá Đào ơi. Một hay quá. Hay quá Đào ơi. Một pha đá vào không khí của Đào. Ê. Chúng ta thấy sự có mặt của Chính Vũ trên sân ở bên đội Chris Phan là hầu như là không cần thiết. Ơ Đào, ta đây. Hay quá Đào ơi, ta đây. Hay quá Đào ơi. Không những con bé này đóng phim giỏi mà đá cũng hay. Có sao không? Khoan. Vô mặt. Có sao không? Xem vô mặt, trời ơi. Không anh ơi, cái đó không phải. Đúng rồi, cái này mà phải bảo vệ người ta. Đúng rồi, phải đỡ cái mặt như vậy được. Như vậy là đã tới lúc cho kỹ năng của Lê Dương Bảo Lâm cãi lộn. Chúng tôi cần bảo vệ. Không nào mà không che được. Thưa quý vị thân mến, khả năng đá bóng không có nhưng khả năng cãi lộn thì chắc nguyên cái phường 7 Đà Lạt này luôn cũng không bằng Lê Dương Bảo Lâm đâu. Thưa quý vị, chúng tôi là cái sự công bằng. Bóng sẽ được phát từ vị trí của Chris Phan. Vậy tại là Chris Phan đóng vào rất mạnh. Như vậy là quả bóng vừa rồi đi vào vị trí không cần thiết. Và chúng ta thấy đây, Ngô Kiến Huy, Huy Gia Trang đã có bóng. Không thành công rồi, không thành công rồi. SOS. Hay quá. Trọng tài. Yo. Wow. Như vậy là 1-0 dành cho đội của Chris Phan. Và người ghi bàn là Hoàng Khang. Vừa rồi là Hoàng Khang. Dành cho Chuyên Vũ Vũ đây bạn.
và chúng ta thấy niềm vui bên đời của Chris Phan và nỗi buồn lên khuôn mặt của Lê Dương Bảo Lâm. Gục ngã trên sân bóng. Chúng ta thấy sự gục ngã trên sân bóng. Như vậy là Xuân Vũ đã ra dấu hiệu chúng tôi cần thay người. Như vậy là hai đội chúng ta hiện tại không còn phụ nữ, toàn đàn ông. Số hiện tại là 2-0 của đội Chris Phan. Như vậy là chạy đi những tiếng la ó, chạy đi để đội bắt bóng. Ôi trời ơi, Hiếu ơi, chị quá. Chris Phan, Chris ơi. Như vậy là Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục sẽ được điểm phù hộ. Tỷ số hiện tại là 3-0 nghiêng vào đội Chris Phan và hai bàn thắng cú đúp dành cho Chris Phan. Chúng ta thấy một pha phạm lỗi mang tính chất giới tính của Lê Dương Bảo Lâm. Vậy là một pha đá phạt dành cho đội Hoàng Khang đang đứng trước bóng. Hoàng Khang sút, sút vào, vào, vào. Thưa quý vị thân mến, một cú sút từ xa vào, một cú sút từ xa, một cú đúp dành cho Hoàng Khang. Lẽ ra vừa rồi thủ môn không chụp thì không vào, thủ môn chụp tuột tay vào luôn. Cố lên em, không sao, chúng ta thì mà danh dự. Không kiếm thật. Nói chung chúng tôi thấy đội áo cam toàn những nhân tài. Thưa quý vị, sau khi xin ông địa không thành công, đã trở về vị trí thủ môn và hàng loạt trái bóng vào gôn sắp xảy ra. Hiếu thứ hai đang có bóng. Hay quá, Hiếu thứ hai gặp anh Đào rồi. Anh Đào ơi. Thưa quý vị thân mến, đúng như dự đoán, hàng loạt quả bóng sẽ xuất hiện trong gôn của Lê Dương Bảo Lâm. Và chúng ta có sự thay đổi người, Xuân Vũ, một sự thay đổi người không cần thiết đã vào sân. Hay quá, một quả bóng nữa, khả năng sẽ có một bàn thắng nữa. Phương Đạt đã ngã trên sân rồi. Phương Đạt đã ngã trên sân rồi, nhưng không ai quan tâm. Kệ đi. Như vậy là hiệp thứ hai của trận bóng kinh điển đã bắt đầu. Sẽ chắc Chris Phan không xuất hiện trên sân bóng trong vòng 5 phút. Hoàng Khang xuất bóng. Phương Đào đã chuyền bóng. Bóng đang trong. Hết giờ. Rồi, hết giờ. Như vậy là tỷ số chúng ta không nhớ, chỉ có một từ là thua sắc mặt. À, chúng ta cũng phải nên có một tràng pháo tay dành cho tất cả những cầu thủ cũng như trọng tài ngày hôm nay được không ạ? Cảm ơn quý vị. Như vậy là với chiến thắng đầy thuyết phục, đội Hiếu thứ hai Chris Phan và Dương Vũ là đội tiếp theo giành được quyền bữa trưa thịnh soạn. Chúc mừng.
Chiều mấy anh em. Thank you, thank you. Yeah, ăn no. Và như vậy là trưa nay đội Dương Lâm, Ngô Kiến Huy và Phương Anh Đào không có gì để ăn. Trình đã chọn ra một danh sách các bài hát về trường lớp, về tuổi học trò. Và đây là một nhiệm vụ rất quan trọng giúp cho các bạn giành ưu thế trong việc chọn chỗ ngủ tối nay. Đầu tiên tôi muốn mỗi đội hãy chọn một bài hát. Xin mời danh sách các bài hát. Chúng tôi chọn bài Tình Thơ. Ông có kinh xưa đi, hợp lý. Okay, mình đứng mà hát không cũng ra bài nữa. Đã cho người ta biết. Rồi, em chọn Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Đi. Tình xíu cũng nhau nghe cũng hụt tại sao đâu. Ấy là nó dễ hụt lắm, dễ hụt lắm. Ok, em chốt ạ, xe đạp. Xe đạp. Các bạn sẽ phải thực hiện một MV. Và các bạn sẽ bốc thăm để xem vai trò của mình trong việc thực hiện MV này là như thế nào. Ok. Cái đầu của... Đạo diễn. Như tên con. Mắt diễn mà cho làm đạo diễn vậy. Lựa đồ đi anh ơi. Áo dài phải có chứ hả? Áo sơ mi phải có chứ hả? Lấy bộ đi nè. Áo này luôn hả? Xe đâu, chiếc xe thầy giáo về. Chiếc xe luôn. Chiếc xe. Rồi lấy luôn xe thầy giáo rồi về luôn. Anh Chris, cái này của anh, cái này dành cho anh. Cái này được không? Được luôn. Mình là bài xe đạp mà mình phải có xe đạp thôi. Ngô Kiến Huy, em để tôi bưng đi. Ok. Huy ơi, anh mặc áo dài hay mặc đồ tây nha? Tôi rất áo dài. Dừng tay lại. Gì anh? Tôi chọn đồ cho gia đình tôi. Trời ơi, ta xong hết rồi nè. Ủa? Giờ mình đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu. Sao không? Già hàng bà già. Về trường không. Vì lấy một cái này đi. Đó có rồi. Vì lấy một cái này đi. Đó có rồi. Hai cái. Ôi! Trùng ý tưởng kìa. Thấy không? Nè nè. Em sao mày ạ? Mặc dù chúng tôi không có ý tưởng gì cả mà lấy đồ rất là nhiều. Đúng. Chúng tôi như đi picnic. Sao mình lại có hai ba bộ tóc vậy mà mình không có ta? Ai biểu không lấy? Các bạn đã chọn xong phục trang rồi đúng không ạ? À? Bây giờ đến lúc các bạn nhận camera để tự quay, còn chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt hậu kỳ. Chúng tôi chỉ sử dụng hình ảnh từ cái handycam này thôi nha các bạn. Và bây giờ một tiếng đồng hồ để thực hiện MV của các bạn bắt đầu. Thay đồ. Cho nghe nhạc đây với anh em ơi. Ê, mình nghe nhạc không, mình sàng sàng hết 10 phút rồi đó. Nè, đi heo mình đi. Clip không? Dạ không? Mấy bạn ơi, sân thể chất, sân bóng là nằm dưới đâu vậy ta? Bây giờ nghe ngã ba mình đi qua trái, qua phải. Chỗ nào đẹp nhất ạ? Qua phải, ok, cảm ơn nhé. Ghế đá, anh sẽ quay từ cái lưng. Anh sẽ đô ly ra. Lại hang bà già. Hang bà già thoại. Trời, nhớ hồi xưa quá. Cái bản đồ. Đô ra. Là hai bạn trẻ. Đô ly tròn á. Ok, ha. Hai ông bà già vô. Hai bà già đâu nhìn xuống xung quanh. Trường xưa. Đúng rồi, nhớ kỷ niệm. Chị đi em đi một shot thôi. Đúng rồi, một shot thôi. Em vô quay trường học này tụi em bắt đầu run lên lột đồ lột áo ra bắt đầu quay lại đó hai hàng sinh viên ngày xưa rồi. Em quay vòng nữa lột áo nữa đó rồi mà kêu đạo diễn đi em ơi le ủa mặc đây luôn hả đúng rồi diễn. Đúng rồi em ơi nữ thì vô kia còn nam mặc ở đây giùm cho anh luôn. Hello mọi người cho mình nhờ nha các mọi người. Thank you.
Đội diễn viên ơi, đâu hết rồi mấy em ơi? Mọi người ơi, nhanh lên. Nhanh lên anh chị ơi. Mấy đang chạy? Dễ. Bây giờ em vô nha. Vô. Ok không anh? Ok, good. Good test. Yeah. Đào ơi, Đào ơi. Đào ơi, em đâu rồi Đào? Diễn viên Đào tôi đâu rồi? Cái quần không có vừa. Ồ, lâu quá em làm trễ thời gian của anh bao nhiêu tiếng rồi. Hai người bàn đi, giờ tới lát em vô em làm thôi. Bây giờ sao để mình đầu thư vô là đầu tiên vô là hai đứa. Hai đứa sẽ bước vô đây. Nè, thử máy nha. Trời mưa, trời mưa. Diễn trời mưa, chê. Ok, chạy vô đây. Cửa ra. Đào ơi, lẹ đi Đào. Em ơi, em làm diễn viên, em không có chuyên nghiệp gì bao nhiêu tiền của đoàn phim người ta. Vô. Nãy giờ chờ em là hết rồi, người ta đậu hết trơn rồi. Cho cái dù bảo vệ máy nào. Hiểu không bật cái hiên nào đó chú. Hả? Mua thiệt rồi đó. Bây giờ sao? Đâu đi chờ đâu. Ừ, đúng rồi, em định đi chờ đó. Anh là giáo viên nha. À. Mất cái chân mày của em luôn. Cái gì mà ghê vậy? Cô này là già, cái này là của bốn cánh bán bưng. Cộng thông đâu? Ông lại lấy cái cộng thông cột, đang cột cái quần lấy cộng thông này ra cột hả? Ok. Không thấy anh. Rồi bây giờ bắt đầu chị là lấy xe đạp. Rồi, cắt. Hả? Cái gì vậy? Good test. Ok đó. Ngon à. Cảnh này á là anh Chris lại chạy lên tới cái cầu thang trên á. Là chị tới liền luôn. Là tới là đón luôn á. 3, 2, 1, nhạc. Nhạc. Khổ cực lên em. Đúng rồi. Trời mưa. Trời mưa khoảng chè mưa miếng. Đúng rồi. Mệt nè, thở nè, tóc tai nè. Đúng rồi. Nhìn xa xăm nè. Rớt đầu rồi. Trời ơi. Lại đây. Rồi, 2, 3 vô. Chạy bên đây nè. Té hả? Mưa không biết lạnh gì luôn á. Di chuyển là ướt á. Mưa không gọi được đâu. Mưa không biết lạnh gì luôn á. Di chuyển là ướt á. Trời ơi. Kìa. Ai vậy? Trời ơi. Ủa đạo diễn mà đóng phim luôn hả? Đạo diễn mà.
phim tài liệu mà. À xin lỗi. Để coi tôi coi cái MV sau như thế nào. Tiếp theo là MV nào ạ? Coi chú ai coi mà anh hồi nãy anh tự tin lắm. Ủa cho mình phải tự tin chứ, dù có chết phải tự tin chứ. Đúng rồi. Rồi để coi. Hai kịch. Có gì chưa? Năm rồi tôi mới gặp lại bà. Từ khi mối tình của chúng ta bị tan vỡ, tôi ở vậy đến bây giờ. Tôi cũng vậy. Nhưng mà không phải tại tôi. Cũng đâu phải tại tôi. Lỗi tại ông trời. Bao nhiêu thương chúng ta tìm về một quán trường xưa đang nghe. Quá đẹp. Nói gì nữa. Quá trời. Cái cây này đạo diễn cầm đó ghê chưa. Lúc lắc đó. Người ta phải tinh tế vậy. Quá trời chưa. Thấy chưa. Đến xuống chưa. Chưa kịp ghi đã ước nguyện. Nhanh hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa bao trường. Hai đứa chung đùa sau những người. Mình đáng hề. Bao yêu thương trong ta tìm về. Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoái đưa. Nghe bâng quơ ngu ngơ một thời. Tìm bước ngày xưa ước mơ người còn đâu nữa. Chờ người không tới. Chạy hoài chứ anh. Dạ, chạy mà anh em đổ cái chạy nào. Nhặt lá vàng mưa khi xưa một mối tình thơ. Mình quá đã. Hay. Quá trời.
thiệt, đẹp thiệt. Đứng đây chào khán giả coi.